Kính chào quý khán giả. Bây giờ là 18 giờ 30 phút. Mời quý vị đến với chương trình thời sự của đài chúng tôi. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 7. Trước hết mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 đánh giá tình hình kinh tế xã hội của Cần Thơ tiếp tục phục hồi khởi sắc sau khi kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Hơn 12.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Quận Bình Thủy thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nhờ một phần từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Thưa quý khán giả, kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp sát hợp cho những tháng còn lại của năm 2022, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Phát biểu khai mạc kỳ họp diễn ra vào sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022. Năm 2022, kinh tế thành phố tiếp tục trên đà phục hồi phát triển. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho rằng sự phục hồi ở một số ngành lĩnh vực chưa đồng đều. Ngoài ra, giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa. Có các giải pháp căn cơ, đồng bộ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm 2022 theo nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề ra. Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu động dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi chất vấn, tập trung trí tuệ để bàn bạc quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp, đảm bảo chất lượng đúng luật định và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực ngành mình phụ trách trong báo cáo giải trình tiếp thu, trả lời chất vấn nhân dân cần đi thẳng vào trọng tâm, nói thẳng, nói thật những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra. Đồng thời, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể hóa và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố đang đặt ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị thông qua hai tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trình, 21 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo tham gia xây dựng chính quyền những đề xuất kiến nghị phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Một trong những nội dung quan trọng trong phiên họp sáng nay của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ là đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm, cũng như đưa ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Báo cáo của Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho thấy, sau khi kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, thì từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội của Cần Thơ tiếp tục phục hồi và khởi sắc. 8,04% là mức tăng của tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ so với 6 tháng đầu năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao hơn cả nước, đứng thứ hai so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, nhiều ngành lĩnh vực có sự phát triển mạnh mẽ và nổi bật, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Đặc biệt, thành phố đã tập trung triển khai kịp thời nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 45 của Quốc hội, nghị quyết số 11 của Chính phủ nhằm phát triển thành phố Cần Thơ theo đúng định hướng. Song song đó, các hoạt động cải cách hành chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm kịp thời và thường xuyên. Phát triển các hoạt động kinh doanh mới, thương mại điện tử, hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ từng bước được mở rộng trở lại gắn với đảm bảo là an toàn, kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt là thành phố đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện khánh thành đền thờ vua Hùng, lễ dỗ tổ Hùng Vương liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội của Cần Thơ trong 6 tháng qua vẫn còn có những hạn chế nhất định.
Do đó, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định là tập trung thực hiện các kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chú trọng bồi dưỡng nguồn thu ngân sách trong năm 2022, tiếp tục tăng cường kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định, đồng thời triển khai các chính sách thuế, đất đai, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế ưu đãi đầu tư, thông tin liên quan đến dự án đầu tư, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tập trung hoàn chỉnh nội dung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục theo dõi hoàn chỉnh đề án trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long theo ý kiến đóng góp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ ngành trung ương, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án và triển khai thực hiện. Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, chính quyền thành phố Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác số hóa, giải quyết thủ tục hành chính, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa văn minh đô thị và xây dựng người Cần Thơ, cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Và trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu đã nghe thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trình về những vấn đề cần thiết bức xúc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Dân, những nội dung này có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân ở các mặt của đời sống xã hội và cũng góp phần phát triển kinh tế hạ tầng của thành phố. Trong số các tờ trình do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp, đáng quan tâm có tờ trình về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ từ nguồn vốn ngân sách địa phương chưa phân bổ. Theo đó, tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố là 31.810 tỷ đồng. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An, đoạn từ cầu Sở Mây đến cầu Rạch Chùa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Kè này có chiều dài 2.000 m, thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2025. Ngoài ra còn có các tờ trình về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Hội có tính chất đặc thù năm 2022 của thành phố Cần Thơ. Tờ trình về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tờ trình về việc quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ hội nghị triển khai nghị định số 38 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho các cán bộ sở ngành thành phố, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, ủy ban nhân dân các quận huyện, trường cao đẳng công lập và các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo Nghị định 38 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động đối với vùng 1 là 4.680.000 đồng một tháng và 22.500 đồng một giờ. Vùng 2 là 4.160.000 đồng một tháng và 20.000 đồng một giờ. Vùng 3 là 3.630.000 đồng một tháng và 17.500 đồng một giờ. Dùng 4, 3.250.000 đồng một tháng và 15.600 đồng một giờ. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các đơn vị thuộc dùng 2 là các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt. Dùng 3 gồm các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Thưa quý vị, nguồn vốn chính sách đã góp phần rất lớn giúp Bình Thủy thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đây là đánh giá của lãnh đạo quận Bình Thủy tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Và từ những đánh giá này, chính quyền địa phương cần luôn sát cánh cùng với ngân hàng để giữ vững chất lượng tín dụng. Ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Cùng Sơn thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy là địa chỉ được nhiều du khách chọn làm điểm dừng chân. Đến đây ngoài được thưởng lãm không khí trong lành của miền sông nước hữu tình,
du khách còn được tham quan các vườn cây ăn trái và không gian bếp quê, nơi lưu giữ những nét ẩm thực độc đáo của miền Tây. Một trong những nguyên nhân góp phần để Cồn Sơn có được dáng dấp như hôm nay là nhờ thời gian gần đây, người dân Cồn Sơn được Ngân hàng Chính sách Xã hội đầu tư vốn để phát triển du lịch. Nếu như năm 2005, ngày mới thành lập, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Bình Thủy chỉ có 2 chương trình cho vay, thì nay đã phát triển lên đến 12 chương trình. Gần 20 năm qua, tổng doanh số cho vay của đơn vị đã lên đến gần 897 tỷ đồng, với trên 51.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 2.484 hộ thoát nghèo. Trong thời gian vừa qua đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cái hội đoàn thể cũng như là các tổ vay vốn cũng như là nhân dân biết được là các cái chính sách, các cái chương trình tín dụng của ngân hàng đối với người dân, để người dân là có nhu cầu thì là đăng ký với là các cái tổ vay vốn để là thực hiện là các cái thủ tục để mà tiếp cận các nguồn vốn vay. Cái chương trình vay vốn cho các cái hội viên phụ nữ nghèo khó khăn cũng đã góp phần là giúp cho các chị em được giải quyết việc làm, góp phần cho chị em là phát triển được các cái mô hình. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi tại quận Bình Thủy đạt gần 315,5 tỷ đồng, tăng 13,3 lần so với năm 2005. Đặc biệt, nợ quá hạn hiện chỉ có 37 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%. Đây là đơn vị dẫn đầu toàn thành phố về chất lượng tín dụng. Tất cả các nguồn vốn mà khi được tiếp cận về đối với quận là chúng tôi chỉ đạo là giải ngân kịp thời. Cái thứ hai nữa là phải đúng đối tượng. Cái thứ ba là quản lý được cái nguồn vốn và phát huy đúng cái mục đích mà chúng ta sử dụng. Từ đó thì tạo được cái niềm tin trong nhân dân và tạo được một cái sức phấn đấu của những hộ được tiếp cận nguồn vốn này. Những kinh nghiệm được đúc kết trong 20 năm qua cùng với phương châm hoạt động thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội chắc chắn sẽ là hậu thuẫn tốt để Bình Thủy thực hiện thành công những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài. Quý khán giả thân mến, các hoạt động chăm lo cho hội viên phụ nữ cũng như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ đã được các cấp hội phụ nữ thành phố chú trọng thực hiện. Với những kết quả đạt được bước đầu cho thấy sự quyết tâm đoàn kết đồng lòng của các cấp hội trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp hội nắm chắc tâm tư nguyện vọng của chị em, từ đó đã có nhiều hoạt động thiết thực như cho vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, vận động xây dựng mái ấm tình thương, chăm lo cho hội viên nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong và sau dịch bệnh COVID-19. Với cái quan điểm là lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm, nên là các cái hoạt động mà chăm lo cho hội viên phụ nữ cũng như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ luôn được chú trọng và thực hiện và làm sao để các cái hoạt động mà nó cũng thiết thực hiệu quả phù hợp với địa phương mà đã được triển khai các cái mô hình ngay từ cái cơ sở. Hội đã tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền hỗ trợ chị em kiến thức về kỹ năng quản lý kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, hỗ trợ xây dựng và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá sản phẩm. Qua cái dịch bệnh thì nhờ sự hỗ trợ của hội đoàn thể, bên hội phụ nữ và các cái tổ mà hùng vốn đó, thì đã giúp đỡ cho chị rất là nhiều. Hội phụ nữ đem giới thiệu sản phẩm trên huyện để mà bán tiếp em, là giúp em ổn định được cái nguồn ra và thu nhập nó tăng thêm. Trong 6 tháng đầu năm thì các cấp hội cũng đã hỗ trợ được 166 chị khởi nghiệp và giúp cho chị em trong cái phát triển cái ngành nghề kinh doanh của mình, và cũng vận động là hỗ trợ được 26 mái ấm tình thương cho chị em có khó khăn về nhà ở. Cái nữa thì chúng tôi cũng đã phát huy các nhóm phụ nữ tiết kiệm, rồi cũng như là cái tổ phụ nữ tiết kiệm và nhóm phụ nữ tiết kiệm thì
Về cái tổ thì cũng 672 tổ và 690 nhóm để chị em cũng qua đó đóng góp, huy động được cái nguồn mà quỹ từ các nhóm tiết kiệm cũng trên 2 tỷ đồng và hỗ trợ cho các cái thành viên với nhau trong cái phát triển kinh tế. Cũng theo bà Võ Kim Thoa, thời gian qua các cấp hội đã phối hợp với ngân hàng chính sách phát dây cho trên 7.400 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo với số tiền 238 tỷ đồng, thành lập 6 tổ hợp tác phát triển kinh tế, tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.940 lao động nữ. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phù hợp từng nhóm đối tượng, từng ngành nghề, tuổi, sở thích đang phát huy hiệu quả tích cực. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thưa quý khán giả, cùng với thí sinh cả nước, chiều nay hơn 12.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế lịch thi. Thành phố Cần Thơ tổ chức 25 điểm thi, trong đó có 529 phòng thi và các phòng chờ, với số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 12.244 em. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, có tổng số 12.134 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, vắng 110 thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra 2 ngày 7 và 8 tháng 7. Thí sinh tham dự kỳ thi làm 3 bài thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn, nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại, thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Và bên cạnh việc chuẩn bị tốt về tâm lý, sức khỏe và kiến thức, thì thí sinh cần lưu ý những quy định trước khi bước vào phòng thi để tự tin làm bài, đồng thời tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về thời gian bảo vệ độ tối mật của đề thi năm nay khác hẳn năm trước. Với 2/3 thời gian làm bài đối với môn thi tự luận và toàn nhân nào vi phạm, làm lộ, lọt đề thi trong thời gian này có thể bị xử lý hình sự. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của giám thị hành lang. Trong trường hợp đặc biệt, thí sinh cần ra khỏi phòng thi để cấp cứu, phải có sự giám sát của công an, cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và được sự cho phép của trưởng điểm thi. Và một điểm đáng lưu ý nữa thưa quý vị, đó là theo quy chế thi năm nay, thì mỗi buổi thi thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định. Nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự buổi thi đó. Do đó, một số trường hợp phụ huynh bận dịp đồng án hay đi làm ăn xa cần phải chú ý nhắc nhở các em cố gắng đến điểm thi sớm hơn. Ở mỗi buổi thi, trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề và giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Và khi nộp bài thi tự luận phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Quy định mới cũng yêu cầu thí sinh phải để đồ cách phòng thi 25m. Nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý không được mang điện thoại di động vào phòng thi, kể cả khi đã tắt nguồn, vẫn bị đình chỉ thi. Thưa quý vị, thưa các bạn, do nhiều nguyên nhân, hầu hết các giải phân cách trong nội ô thành phố sau thời gian lắp đặt đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng, dù đã được thay thế và sửa chữa, nhưng sau đó cũng lại nhanh chóng hư hỏng. Đây là hình ảnh tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Các cột giải phân cách bị ngã đổ, gãy từng khúc, ảnh hưởng đến việc đi lại. Sau khi nhận được thông tin, việc thay mới giải phân cách đã được ngành chức năng thực hiện. Bây giờ em sẽ khắc phục mấy cái sự cố và thay lại mới hoàn toàn. Vật liệu em sẽ chọn vật liệu cứng và chắc chắn hơn những lần trước. Giải phân cách hiện nay đang được lắp đặt thuộc loại vật liệu dẻo đàn hồi, ít gãy đổ khi có va đập. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng là nhanh chóng hư hỏng. Một phần ảnh hưởng xe cộ, vật liệu thì vẫn tốt, có khả năng là thời trời mưa nắng nên nó sẽ bị ảnh hưởng một phần. Không riêng giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, mà hầu hết các giao lộ trong thành phố có giải phân cách bằng vật liệu này cũng trong tình trạng tương tự. Qua khảo sát, có khoảng 500m giải phân cách bị hư cần phải thay mới. Cái hệ thống này nó không đảm bảo về vấn đề chất lượng. Cái chất lượng nó mềm, nó mỏng quá. Rồi cái da quẹt của các cái phương tiện giao thông bị gãy đổ. Nên là đề nghị là mình lắp làm sao đó, mình nghiên cứu cái chất liệu nào đó là nó cứng hơn, nó chắc hơn, nó đảm bảo được cái thời gian lâu hơn. Những cái giải phân cách mềm đang bị độ ngã đó
thì chúng tôi sẽ cho sớm xử lý bằng cái giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước mắt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có văn bản kiến nghị yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến sớm tổ chức khắc phục thay thế mới đối với những cái giải phân cách mềm đang bị hư hỏng đổ ngã. Giải phân cách được lắp đặt nhằm điều tiết việc đi lại cho đúng phần đường quy định dành cho các loại xe, tránh tình trạng mạnh ai nấy chạy mất an toàn. Để giải phân cách phát huy tác dụng, ngành chức năng cần lắp đặt bằng vật liệu phù hợp, chất lượng hơn. Thưa quý vị, sau hơn một ngày bị tạm dừng, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành - Lào Cai đã thông thương trở lại. Thông tin trên vừa được ông Hà Đức Thuận, Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai thông báo vào tối qua 5 tháng 7. Trước đó, từ sáng ngày 4 tháng 7, các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đã phải tạm dừng do phía Trung Quốc thông báo phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa từ Việt Nam xuất sang. Sau khi khôi phục trở lại, hoạt động xuất nhập khẩu được các lực lượng quản lý biên giới hai bên triển khai đến khoảng 22 giờ và từ hôm nay hoạt động này sẽ diễn ra bình thường. Nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 1962, 20 tháng 7 2022 do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức. Và thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhạc hội sẽ góp phần lan tỏa và làm đẹp hơn hình ảnh đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách trong mắt bạn bè quốc tế. Theo kế hoạch, nhạc hội diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7 tại khu vực phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của 7 đoàn nhạc cảnh sát gồm Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Brunei, Lào, Philippines, Myanmar và một đoàn nhạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đoàn nhạc cảnh sát Việt Nam do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thành lập, phục vụ biểu diễn tại nhạc hội. Nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 là hoạt động điểm nhấn trong tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng mai. Mến chào tạm biệt.